Em tên là Thị Tiên ạ, em năm nay 18 tuổi và em mới học xong cấp 3 ạ. Mọi người cứ hãy tự tin lên đi liền nha, không có đau gì hết trơn á, là sẽ mình trở nên đẹp hơn. Chứ mình đừng có sợ đau, nó không có đau gì hết á, nó chỉ hơi khó khăn một chút từ thời gian đầu thôi, còn lại là mình sẽ quen hết thôi ạ. Em nhìn người 1 năm rồi ạ, là mọc lên mọc xuống, mọc khớp khá khẩn đó chị. Lúc đầu thì cũng hơi khó khăn về ăn uống, nhưng mà sau một thời gian quen rồi thì em cũng cảm thấy bình thường lại, nhưng mà không thấy khó khăn gì nữa. Khuôn mặt của em là trở nên dài hơn, nó còn bầu bầu như trước nữa. Mặt của trước mặt em là mặt tròn tròn, giờ là chỉ có mặt chải xoan rồi đó chị. Dạ, em thấy cơ sở vật chất ở đây thì rất là tốt ạ. À, nhân viên mọi người thấy rất là nhiệt tình luôn, rất là tận tình với mình luôn á. Lúc nào cũng thông báo gọi này kia, tới tháng này kia, là làm cho mọi người không bao giờ quên được đó chị. Dạ, em cũng muốn nhờ lời khuyên cho mọi người là ở đây là rất là tốt luôn ạ. Em cảm thấy răng của mình kéo lại rất là nhanh luôn và rất là tốt luôn. Nên là mọi người có ý định muốn niềng răng thì tới nha khoa Việt Mỹ nha, rất là tốt luôn ạ. Em tên là Nguyễn Văn Thiên, hôm nay em 21 tuổi và em đang học tại trường cao đẳng FPT Polytechnic. Trước khi mà đến niềng răng thì răng em đang gặp tình trạng là bị răng mọc lệch khớp khểnh nhiều nên là khó vệ sinh, và niềng khoảng hơn 4 tháng rồi. Và sau khi niềng thì em cảm thấy mình nó răng của mình nó vào khuôn đều hơn và cảm giác nó thẩm mỹ hơn rất là nhiều và dễ vệ sinh nữa. Sợ nhất là lúc nhổ răng thì lúc đầu 2 ngày em đau dữ dội, còn về sau thì em cảm thấy bình thường. Khi mà đi siết răng về thì đau 1-2 ngày đầu, còn lại là ăn uống bình thường không sao. Và em được nhiều người review ở trên group nhật ký niềng răng ấy. Em được nhiều người giới thiệu bảo là đối với lại đội ngũ ở đây nhiệt tình, lại thích trang thiết bị hiện đại nên là em chọn cho bạn. Sau khi niềng răng ở đây trải nghiệm qua hơn 4 tháng niềng răng ở đây thì em cảm thấy đội ngũ nhân viên làm việc rất chuyên nghiệp và hỏi han bệnh nhân rất là, nói chung là rất là tỉ mỉ, có thể làm cho bệnh nhân hài lòng nhất. Con tên là Trâm Anh, con 12 tuổi, con sống ở thị trấn Quảng Phú. Trước đây con bị hô và khểnh nên mẹ con đã dẫn con đến nha khoa Việt Mỹ để niềng răng. Đến nay con đã niềng răng được 8 tháng. Con cảm thấy mình thay đổi rất là nhiều. Con bớt hô hơn và khểnh. Có nhiều người đã khen con răng đã trở thành đều hơn. Lúc mà niềng thì răng con có bị đau và con chỉ có thể ăn cháo. Nhưng đến bây giờ con đã ăn như bình thường và răng con không bị đau nữa. 2 tuần thì con đi 1 lần. Con đi đúng lịch bác sĩ nên là răng con đều rất là nhanh. Theo con thấy thì mọi người hãy niềng răng thật sớm để có một kết quả tốt giống như con.